Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Đây là một số kênh thông tin của ship.vn. Video này mà bạn cùng ship.vn sẽ cùng kiểm tra một kiện hàng. Một mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Seiko đã được ship.vn mua tại Yoma Shop, một seller cực kỳ lớn và uy tín tại Mỹ thuộc quận Brooklyn, New York, và được vận chuyển đến văn phòng của ship.vn tại Mỹ ở thành phố Auburn bằng dịch vụ USPS. Ở phía dưới đây chính là số tracking của kiện hàng. Số tracking này sẽ luôn được ship.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua trực tuyến trên website. Các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng mất khoảng hơn 3 tuần để về đến Việt Nam và bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp để có thể kiểm tra mẫu sản phẩm bên trong, đồng thời cho các bạn có được những cái góc quay thực tế nhất về mẫu đồng hồ ngày hôm nay đến từ thương hiệu Seiko. Và bên trong thì chúng ta sẽ thấy đầu tiên là một mã QR sản phẩm nè, một chiếc bóc chính đến từ Seiko và một lớp giấy đệm gói rất là dày để giảm chấn động tối đa trong quá trình vận chuyển nhé. Phía dưới chúng ta sẽ có hóa đơn và sticker quảng cáo đến từ seller. Đây, Yoma Shop. Nguồn gốc sản phẩm thì rất là rõ ràng, các bạn có thể hoàn toàn yên tâm nhé. Tạm thời mình sẽ để qua một bên. Đi đến chiếc bóc chính của chúng ta. Và đây, thương hiệu Seiko nha các bạn. Mình sẽ mở chiếc bóc này luôn. Bên trong ta sẽ có một chiếc bóc đựng đồng hồ. Và bên cạnh là chúng ta sẽ có sách hướng dẫn nè các bạn, đến từ Seiko, một cuốn sách khá là lớn luôn. Nói một chút xíu về thương hiệu này cho những bạn nào chưa biết, đây là một thương hiệu đến từ Nhật Bản nha, và đây là thương hiệu lớn nhất Nhật Bản luôn. Và Seiko Holding Corporation, thường được gọi đơn giản với cái tên là Seiko, là một cái nhà sản xuất đồng hồ đeo tay, thiết bị điện tử, chất bán dẫn, đồ trang sức và các sản phẩm quang học khác. Được thành lập vào năm 1881 thì Seiko được biết đến với việc giới thiệu một trong những chiếc đồng hồ đeo tay sử dụng pin đầu tiên trên thế giới, cũng như là chiếc đồng hồ pin đầu tiên trên thế giới có chức năng bấm giờ. Và Seiko đã tích cực nâng cao giá trị thương hiệu của mình trong những năm gần đây, và vào năm 2017 thì brand Seiko vốn là một cái thương hiệu con cao cấp của Seiko đã được chuyển đổi thành một cái thương hiệu độc lập và bắt đầu vận hành cái mạng lưới phân phối và dịch vụ của riêng brand Seiko, dòng sản phẩm cao cấp nhất tại hiện tại nha các bạn, của Seiko, đó là Seiko brand Seiko, rất là mắc luôn. Và bây giờ mình sẽ đi đến nhân vật chính của chúng ta, đến từ thương hiệu Seiko nhé. Nằm bên trong hộp này, một chiếc bóc màu trắng rất là thuần khiết nè. Đây. Và đây là chiếc gối của chúng ta. Các bạn thấy nè, phần ni lông bọc bảo quản rất là kỹ nha. Và đây như một chính của chúng ta, mới 100% luôn. Đó, như các bạn có thể thấy nè, tất cả các chi tiết đều còn mới hoàn hảo 100% nguyên siêu nha. Đó, các bạn sẽ thấy là phần siêu rất là mới luôn, cực kỳ hoàn hảo. Và đây là phần tag sản phẩm. Thì mẫu Seiko ngày hôm nay của chúng ta sẽ có tên đầy đủ là Seiko Shooter Wrap hoặc Main Watch, một mẫu đồng hồ sử dụng pin dành cho nam đến từ một bộ sưu tập Shooter Wrap rất là quen thuộc của Seiko rồi, cái thiết kế rất là truyền thống ha. Và chúng ta sẽ có mã sản phẩm ở đây là SSB429P1. Khả năng kháng nước mẫu này sẽ là 13, tức là 100m, sử dụng mặt kính Hardlens. Đây là kính độc quyền của Seiko. Của máy bên trong có tên là Caliber 8T63. Và phía sau chúng ta sẽ có tên thương hiệu thôi, rất là đơn giản ha, một chiếc tắt nhỏ gọn luôn. Và bây giờ mình sẽ đi đến cho vật chính. Thì chi tiết đầu tiên mình muốn chia sẻ cho các bạn trên mẫu đồng hồ nam này, đó chính là về đường kính. Thì đường kính như mẫu đồng hồ này sẽ là 41.5mm, nó sẽ thích hợp với những bạn nam có cổ tay khoảng tầm 17-18cm, lên tay sẽ khá là tuyệt vời. Độ dày ở mẫu này sẽ là 12.1mm các bạn nha, một cái độ dày cũng tương đối trung bình trên các mẫu đồng hồ thể thao dành cho nam, nó sẽ cực kỳ nổi bật luôn. Và phần mặt kính chúng ta sẽ được sử dụng kính Hardlens độc quyền. Nó là một loại thủy tinh khoáng được cường lực, được phát triển độc quyền bởi Seiko. Và Hardlens còn được gọi là một loại thủy tinh borosilicate, là loại thủy tinh phòng thí nghiệm nha. Và nó được bổ sung thêm phụ gia nhằm tăng thêm cái độ cứng. Tuy có độ cứng không bằng sapphire nhưng với một cái cấu trúc tinh thể bền vững hơn, cho nên nếu ở cùng một cái độ dày thì Hardlens lại có khả năng chịu va đập và chấn động tốt hơn so với sapphire. Thì đó là những cái đặc tính riêng của loại kính này. Về phần mặt số bên trong chúng ta sẽ có là tông màu đen, một cái tông màu rất là nam tính và mạnh mẽ trên các mẫu đồng hồ thể thao. Cùng với đó là những cái thiết kế
kiểu đồng hồ chuông wrap cho các bạn thấy này, các mặt số phụ ha và rất là nhiều chi tiết trên đồng hồ. Nói tiếp nào về cọc số, chúng ta sẽ có dạng cọc đơn, riêng cọc số 12 giờ sẽ là dạng cọc đôi nhé. Và chiếc kim nằm ở trung tâm, chiếc kim lớn này đây, có đầu màu đỏ này như các bạn thấy đó. Đó là chiếc kim chuông wrap nhé. Có rất là nhiều bạn lầm tưởng đó là chiếc kim dây, nhưng không, thì mình sẽ đóng núm lại cho chiếc đồng hồ hoạt động, các bạn sẽ thấy được. Chiếc kim dây của chúng ta sẽ được trang bị một cái sub dial riêng biệt nằm ở góc 6 giờ. Và thường thì Việt Nam chúng ta gọi đây là thiết kế kim dây rốn đó các bạn. Đó, còn chiếc kim lớn này, đó là chiếc kim chuông wrap. Cùng với đó chúng ta sẽ có thêm hai sub dial nữa nằm ở góc 3 và 9 giờ. Đầu tiên là góc 3 giờ chúng ta sẽ có một ô cửa sổ sub dial chuông wrap 24 tiếng giúp chúng ta có thể xác định được ngày đêm nhé. Và sau cùng này là sub dial nằm ở góc 9 giờ sẽ là sub dial 60 phút để cho các bạn đo các sự kiện định đến 60 phút. Rồi, và sau cùng đó là kim giờ và kim phút của chúng ta. Đây một thiết kế rất là truyền thống luôn, như các bạn thấy nè, không biết nhìn rõ hay không thì mình cố gắng để nghiêng ha, chứ các bạn nhìn thấy được cái thiết kế của kim giờ và kim phút rất là đẹp luôn. Đó, và chiếc kim chuông wrap của chúng ta sẽ có một cái đường sơn màu đỏ phần đầu kim. Đây các bạn lưu ý kỹ nha, đây là kim chuông wrap nha, có rất là nhiều bạn lầm tưởng cái chi tiết này rồi. Tên thương hiệu được đặt ở góc 12 giờ, đây là góc đẹp nhất của mỗi đồng hồ. Ngay phía dưới mình thấy dòng chữ chuông wrap nè, cũng như là khả năng khai nước luôn, 13-100m ha. Ở phía dưới góc 6 giờ chúng ta sẽ có dòng chữ là Movement Japan, nhưng mà các bạn sẽ thấy là nó rất là nhỏ luôn, quan sát bằng mắt thường thì có lẽ mình nghĩ là nó dễ thấy hơn. Ô cửa sổ lịch ngày thì sẽ được dời xuống giữa góc 4 và 5 giờ với nền màu đen và chữ số màu trắng. Nó tạo nên cái sự đồng bộ hơn, nhưng mà cái khả năng quan sát thì mình thấy nó bị hạn chế hơn một chút xíu, vì nó hơi tiệp màu so với màu mặt số, cho nên là nó cần phải nhìn rõ hơn một chút xíu đó các bạn. Chúng ta sẽ mất thêm một chút xíu thời gian để nhìn rõ hơn. Và đây chữ số bên trong thì mình thấy cũng khá là lớn luôn. Rồi, về phần vành bên ngoài các bạn sẽ thấy đây là một cái thang đo tốc độ tachymeter. Thì tachymeter là một cái loại thang đo khoảng cách hoặc là tốc độ nha, tùy theo mục đích của các bạn. Một tính năng thường gặp trên các mẫu đồng hồ thể thao và đồng hồ xe đua với mục đích chính là đo tốc độ của xe trên một cái khoảng cách nhất định. Cụ thể hơn thì đồng hồ tachymeter có thể được sử dụng để xem xe đua mất bao nhiêu giây để đi được một dặm. Thì đó là cái mục đích chính nha. Rồi, đó là với màn nào mà thường xuyên chơi môn thể thao này sẽ biết được về cái thang đo này nha. Còn bình thường chúng ta cũng không quá quan tâm tới cái thang đo này đâu. Rồi, về phần khung vỏ nè, dây đeo cũng như là vành benzen, tất cả đều được hoàn thiện từ thép không gỉ 316L, một loại thép chuyên dụng để sản xuất đồng hồ, và nó có tính chất chống ăn mòn tổng thể tốt hơn trong môi trường nước biển hoặc là các chất lỏng có tính axit như là mồ hôi. Và bên cạnh đó, thép 316L nó cũng chống lại được một số cái đặc tính từ tính nữa. Tuy nhiên đó chỉ quan trọng trên các mẫu đồng hồ sử dụng máy cơ khí mà thôi. Còn đối với các mẫu đồng hồ sử dụng pin như thế này, chúng ta cũng không quá quan tâm tới cái vấn đề từ tính này nhé. Chế tác phay xước sẽ được sử dụng trên toàn bộ phần sản phẩm luôn, từ khung vỏ, dây đeo. Chúng ta sẽ thấy phần chỉ có phần chỉ giữa của dây đeo, chúng ta có chế tác đánh bóng để nó tạo nên một cái điểm nhấn trên cổ tay của nam giới hơn. Còn về phần khung vỏ vành benzen, các bạn sẽ thấy hai chỉ ngoài cùng tất cả đều là chế tác phay xước nha, tạo nên cái nét cứng cáp mạnh mẽ hơn và nam tính hơn rất là nhiều trên mẫu đồng hồ thể thao này. Rồi, về phần thân dây đeo thì như mình vừa nói đó, chúng ta sẽ có dây đeo dưới dạng 5 chỉ nè, và 3 chỉ giữa sẽ là chế tác đánh bóng, tạo cái điểm nhấn nổi bật hơn và bóng bẩy hơn trên cổ tay của nam giới. Khóa được sử dụng cho mẫu này sẽ là khóa gập với chốt bấm an toàn, như các bạn thấy nè, đây là một cái chốt bấm rất là tiện lợi luôn. Và tên thương hiệu sẽ được khắc ngay trên phần mặt khóa Seiko. Ở đây thì mình không thấy xuất hiện cái chốt V-Lap các bạn ha. Chốt V-Lap thì nó sẽ giữ chặt dây đeo hơn cho các bạn hoạt động thể thao một cách nó tự tin hơn. Nên chúng ta chỉ có một cái chốt và bấm thông thường mà thôi. Rồi, về thiết kế mặt đáy, chúng ta sẽ có một cái thiết kế đáy kín rất là quen thuộc rồi với các mẫu sử dụng pin như thế này. Tên thương hiệu Seiko sẽ được nằm ở trung tâm nè các bạn. Đó, nó rất là lớn luôn. Cùng với đó là số series 6 ký tự nè, và khả năng kháng nước, vật liệu hoàn thiện của máy Nhật Bản. Đó là những cái thông tin mình vừa chia sẻ ha, được hãng họ thể hiện ngay phía dưới phần mặt đáy này, tên bộ máy luôn các bạn. Đó là những cái thông tin. Rồi, về phần nút chỉnh thì các bạn sẽ thấy là một núm vặn chính nằm ở góc 3 giờ, rất là truyền thống rồi. Đó, mặt nấm của chúng ta cũng sẽ có chế tác đánh bóng nè, hai nút ấn A và B, có nghĩa là nút start stop cho chức năng chuông wrap đó các bạn, và nút reset ha, đây là hai chức năng. Và nếu mà các bạn không thường xuyên sử dụng chức năng này thì hạn chế bấm vào cả hai cái phần nút này nha. Đó, và khi các bạn ấn vào đây mình sẽ biểu diễn luôn cho bạn xem ha. Nút A chúng ta sẽ bấm vào thì kim chuông wrap sẽ bắt đầu hoạt động á, đây các bạn. Đó, chúng các bạn sẽ thấy nè, kim chuông wrap sẽ bắt đầu hoạt động và nó sẽ cực kỳ tiêu tốn pin các bạn nha. Là mình lưu ý kỹ các bạn, không thực sự cần thiết thì chúng ta không nên bấm. Rồi, các bạn bấm lần thứ hai, kim sẽ dừng lại cho bạn đọc thời gian nè, và khi các bạn muốn trả về vị trí ban đầu, nút reset, lập tức kim sẽ nhảy về vị trí ban đầu rất là nhanh luôn, như các bạn vừa thấy đó, trong chớp mắt thôi kim đã trả về ngay vị trí ban đầu. Thì đó là cách mà sử dụng chức năng chuông wrap, và như mình vừa nói thì nếu không thực sự cần thiết thì chúng ta không nên lạm dụng cái chức năng này, nó sẽ cực kỳ tiêu tốn pin năng lượng của chúng ta.
Và qua các góc quay các bạn thấy đó, sản phẩm của chúng ta vẫn còn mới hoàn hảo 100% luôn, không hề có dấu hiệu cấn móp hay đầy xước ha. Phía trên phần khung vỏ nè, đó, dây đeo, mặt kính, tất cả các chi tiết đều còn mới hoàn hảo 100%. Và đó cũng là những góc quay thực tế nhất về mẫu sản phẩm đồng hồ ngày hôm nay, cũng như là những cái chia sẻ của eShip.vn đến những bạn nào đang quan tâm đến các mẫu đồng hồ Seiko nói chung, cũng như là mẫu Seiko Chronograph dành cho nam ngày hôm nay nói riêng. Hiện tại tại eShip.vn thì đang có rất là nhiều mẫu mã sản phẩm với nhiều kiểu dáng, màu sắc và giá thành khác nhau đến từ rất nhiều thương hiệu. Đến eShip.vn các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng, và cam kết các sản phẩm tại eShip.vn sẽ luôn có giá thành cạnh tranh so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.